Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello anh em, và chúng ta sẽ lại đến với một trận đấu trên đảo quân sự. Ok. Đến lúc này đây thì chúng ta sẽ lại xét theo cái đường bay của máy bay. Vị trí này mình nghĩ là để anh em có được một vị trí nhảy dù ok ấy, tầm này ấy, thì xác định anh em nên nhảy ở trong cái khu vực tiếp tục. Chúng ta nên nhảy ở khu vực làng Rim Nam nha anh em. Có thể là hơi xa một xíu nhưng mà không sao, từ tháp đồng hồ chạy qua vẫn ok. Thì đến cái tháp đồng hồ này anh em bật cái huy hiệu tự săn lên, anh em bay. Đó, anh em vẫn tiếp tục chạy theo cái phía làng Rim Nam nha. Hôm nay sẽ là cái buổi hướng dẫn lên rank thần tốc ngày 1 nhá anh em nhá. Làm thầy giáo dạy em nè. Ôi, hôm nay thầy giáo kẹo dạy tất cả mọi người. Đấy, tiến sĩ kẹo Trần Tiger, không phải Trần Dần đâu em ơi. Được rồi anh em, thì đây. Thì đầu tiên anh em sẽ rút đồ tạm ở một trong những cái căn nhà này cả đã. Sau đấy là anh em sẽ đẩy qua vị trí của làng Rimna. Với cái làng này cực kỳ là trống trải, anh em sống dai thì cũng khá là cao đấy. Tỷ lệ anh em sống dai cao lắm. Rồi ok, rút đồ nhanh và chạy nha anh em. Bởi vì là mình thấy là cái của mình ấy, mình vừa xem cái máy quét đã có một đứa ở rất gần nhá. Lấy hai khẩu súng xong chạy luôn. Qua đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục loot đồ ở căn nhà này nha mọi người. Có format này. Rồi ok này. Có đạn tiểu liên. Đi nào mọi người. Let's go. Ok anh em. Tiếp tục lên vị trí của làng Rim Nam thôi mọi người ơi. Kẹo Tiger, kẹo hổ hả? À anh em, không biết là anh em có ăn cái thanh kẹo hổ không nhỉ? Thì đây, hồi nhỏ tôi hay ăn cái thanh kẹo hổ cái cây đấy anh em. Hình như là 1.500 thịt hổ ấy, nó ghi là thịt hổ đấy anh em. Thì đây, tiếp tục hướng dẫn cho anh em về những cái kinh nghiệm giúp cho anh em sống dai. Đấy, giúp cho anh em cộng điểm leo rank thần tốc. Thì tầm khoảng trận này trận nữa là mình sẽ lên kim cương thôi. Đấy, có thể là lên cái mức rank kim cương thì sẽ có những kỹ năng nâng cao hơn. Còn hôm nay sẽ là kỹ năng hướng dẫn cho anh em lên từ bạch kim lên kim cương nhé, đơn giản thôi. Có xe anh em bình tĩnh. Ngồi yên. Ồ như vậy là cũng có đứa. Chúng nó cũng đang tính sẽ là sang cái khu vực làng Rim Nam. Mà anh em ở đây, anh em nên cầm sẵn súng này. Chờ nó lên, vả nó anh em. Tầm này chờ nó lên thôi anh em ơi, qua đây. Đứng ở đây nha mọi người. Hai đứa đang xế nhau khá là căng. Bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh. Các bạn có thể ra ngoài. Chúng nó câu mìn lên các kiểu này. Xế nhau có vẻ gắt nhưng mà mình thấy cũng bình thường à. Đậu xanh mày chạy đi mày, chạy nổi không em ơi. Đấy, nó là cái kinh nghiệm của mình nha anh em. Sau khi mà đợi hai đứa giao tranh đã yếu rồi, anh em chỉ cần xuống và xấy nhẹ vài cái, thằng bé đã lên bảng điểm số rồi. Đơn giản vậy thôi. Và tiếp tục anh em sẽ có thể là tiến qua cái khu vực làng Rim Nam và tha hồ lút đồ thôi mọi người. Chúng ta sẽ điểm lại danh sách đạn một xíu này. Đạn súng trường hơi nhiều. Đến lúc chúng ta sẽ cần phải lượm thêm cái giảm thanh. Giảm thanh khi mà anh em kích hoạt với format khẩu súng trường, nó sẽ rất là ổn nha mọi người. Tầm này thì các bạn có thể là thoải mái qua cái khu vực làm Rim Nam của chúng ta. Đấy, được chưa anh em? Nòng súng mà chúng ta vẫn sẽ để đây nha mọi người. Đó, tiếp tục tranh thủ và lượm thêm máu. Thật sự là 9 túi máu hơi nhiều, mình sẽ vứt bớt đi. Bình thường là mình khuyến nghị anh em nên để là 5-6 túi máu thôi. Nhiều quá anh em sẽ không có vị trí chứa đạn, cũng như là vị trí chứa cái bom keo nữa anh em. Rồi ok mọi người. Xin chào tất cả các học viên đã đến với học của thầy giáo kẹo, hay còn gọi là kẹo Tiger, anh em có thể gọi mình là kẹo hổ cũng được. Đấy, thì tiếp tục với những cái kinh nghiệm giúp cho anh em sống dai. Vẫn là câu nói của mình thôi, không hứa giúp cho anh em lên được huyền thoại, nhưng sẽ giúp cho anh em sống dai nhất có thể. Và anh em sẽ được lên rank đơn giản thôi. Thì cũng chia sẻ với anh em, nhiều người thì các bạn ấy không quan trọng rank đâu, nhưng mà có nhiều bạn thì muốn xin vào những cái quân đoàn top này. Thì anh em tối thiểu là ví dụ như là anh em cần phải rank kim cương này. Đấy, thì các bạn sẽ phải chơi nó có chiến thuật một xíu. Thì cái việc anh em lên rank kim cương để anh em xin vào quân đoàn khác cũng dễ dàng thôi.
mục đích là như vậy, hoặc là anh em có thể là chụp để khoe bạn bè các kiểu là ui rồi ôi tôi rank kim cương này, câu này các ông thấy chưa, câu thấy ngầu chưa đấy, các ông có thấy gọi là rank kim cương siêu to khổng lồ chưa, thì nó là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh em. Đây đạn tiểu liên, đạn súng trường mình thấy khá là ổn rồi, cũng như là trang bị tầm này ok, thì anh em có thể là tiến hành cái bước thứ hai, tất nhiên là mình sẽ lượm xem cái nòng súng nào nó ngon hơn nữa. Chứ cái nòng súng 1 dự phòng ở trong ba lô thật sự là nó hơi kém, và mình sẽ cần có một cái nòng súng, ví dụ là nòng súng 3 dự phòng. Nếu mà có được Scar thì nó sẽ ổn hơn. Khẩu format này, khẩu format thì nhiều anh em chơi không quen thì hướng dẫn sơ qua cho anh em nhé. Cách bắn bút format nhé, anh em bật ống ngắm lên này, anh em nhấn bắn một mấy lần đó, anh em cứ bắn mấy lần, khi mà tâm nó đã bị lan rồi anh em lại tắt ống ngắm đi, anh em lại bật lên, anh em lại bắn mấy lần. Như vậy là cách sử dụng format hiệu quả nha anh em. Còn nhiều anh em cứ kiểu là bật tắt ống ngắm liên tục thì mình thấy không hiệu quả lắm, với lại nhiều khi là anh em sẽ có cảm giác nó bị kiểu rối mắt ấy. Đấy. Thì mình vừa chia sẻ cho anh em kinh nghiệm sử dụng súng này, vừa chia sẻ cho những cái người mới anh em sống dai những cái cách di chuyển. Đó. Ok. À được rồi mọi người. Let's go. Thì đối với cái đường lối di chuyển tiếp theo thì anh em sẽ tiếp tục di chuyển từ làng Rimna qua những cái vị trí doanh trại và loot đồ, thêm cho mình đến những cái trang bị ngon hơn. Ví dụ như là đây, mình vẫn đang thiếu những cái trang bị cho súng màu tím anh em ơi, tức là những cái trang bị súng level 3, nó sẽ hỗ trợ cho anh em cực kỳ nhiều. Cũng như là nếu như mà anh em lượm thêm được cái nâng giáp nữa, nâng giáp của chúng ta lên level 4.5 đấy, hoặc là giáp bình thường thôi, giáp 4 thôi, thì nó cũng khá là ổn. Thì với những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình, lúc này thì anh em đang đứng ở top thứ 23 rồi. Đó. Ghé qua đây xíu coi, chúng ta sẽ có gì nào. Ồ. Đây ok. Có bên này xíu coi. À đủ. Mình nghĩ là chúng ta nên xem kiếm lấy cái khẩu Ska anh em. Ska kết hợp với ngoài 1x. Giảm thanh thì hiện tại mình có rồi. Công nhận là cái set đồ này cũng khá là ổn, chẳng qua là mình cảm giác không được ok lắm. Nói chung là bởi vì là nhiều bạn chưa không quen format mà anh em. Thôi đi nào. Với bông keo thì mình mới chỉ có một quả. Ôi rồi ôi, tôi nghèo dã man luôn công ơi. Có được một quả. Thì anh em chơi game tranh thủ nhá, lượm cho mình thật là nhiều những cái quả bông keo nha mọi người. Rồi ok. Thì với những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình đã giúp cho anh em tồn tại đến lúc này là vị trí top 19. Thì vòng bao đầu tiên mới đang thu lại mà thôi. Nói chung là cũng đơn giản phải không anh em. Đấy anh em chỉ cần là theo dõi những cái chiến thuật chơi game của mình, thì các bạn giành lấy top 1 trong game nó cũng đơn giản thôi, dễ dàng thôi anh em. Ok. Với cái bao đầu tiên thì khuyến khích anh em nên chạy theo những cái vị trí rìa bo như này. Và anh em loot thêm cho mình những cái trang bị cần thiết. Đó. Tránh xa những cái đường lên, ví dụ như là đường lên đài quan sát này, hoặc là anh em sẽ không sử dụng xe nha. Xe nó có tiếng ồn, thứ hai nó sẽ hiện vị trí ở trên bản đồ. Đó. À không, nó không hiện đâu. Đúng rồi, nó sẽ hiện không hiện xe, nhưng nó sẽ hiện những cái đường di chuyển của xe. Đấy. Nên là anh em rất dễ bị lộ vị trí. Và những cái người mới chơi thì anh em sẽ không nên chơi như vậy nha mọi người. Rồi ok mọi người. Vào đây. Ở cái khu này thì rất là nhiều trò cho anh em thủ, nhưng mà tầm này khuyên anh em cứ nên loot đồ đi. Bom kèo ở đây đang còn rất ít này. Chúng ta không nên thủ vội làm gì cả. Thì tùy vào những cái vòng bo này, vì vào những cái mức rank thì sẽ có chiến thuật riêng cho anh em chơi. Ở đây sẽ là chiến thuật riêng cho những cái bạn danh bạch kim hoặc là những cái người mới chơi nha. Đó, những cái người mà đã làm quen với game được một thời gian rồi mà anh em lại không lên rank cao, thì những cái thiết bị bay như này anh em cũng không sử dụng nhá. Bởi vì ấy, nhiều khi là cái địch nó đứng sẵn nó chờ anh em luôn, thì đừng có hỏi tại sao mà các bạn die. Tầm này thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua cái khu vực nghĩa địa và loot thêm thôi anh em ơi. Nãy giờ đây nói mãi với anh em còn thiếu luôn cả cái tay súng cho MP40 này. Đây thầy giáo kẹo sẽ hướng dẫn cho anh em cái chiến thuật để cho anh em leo rank mà anh em sẽ cảm giác là ok nhất, giúp cho anh em sống dài nhất. Đó. Được rồi mọi người. Qua bên này. Ok, let's go nào.
Đây có thêm Munger này. Cả tay súng nữa này. Có tay súng một thôi anh em ơi. Nhảy lên cái bàn hơi khó xíu. Ok, với bông keo thì anh em có thể vứt liệu chóa đi. Xé bông keo thôi. Nói thật với anh em nhá, liệu chóa mình cảm giác nó không có nhiều tác dụng lắm. Nếu như mà anh em là chơi pro thì mình không nói. Còn mình cảm giác liệu chóa với mình đây, mình là những cái người mà đã chơi game Free Fire khá là lâu rồi. Đấy, thì cảm giác liệu chóa nó hơi phế thật. Nó không thể bằng được cái liệu nổ. Tầm này anh em thấy chưa? Di chuyển bo vào đây anh em ơi. Có thung lũng này, tháp đồng hồ và xưởng cơ khí. Thì các bạn sẽ chạy qua vị trí của làng thông nha. Và tiến dần lên vị trí của thung lũng. Đó. Hoặc nếu như mà anh em qua được tháp đồng hồ thì nó sẽ khá là ổn này. Tháp đồng hồ qua thung lũng này có mấy vị trí chọi canh ở đây. Và nó sẽ là những cái vị trí thủ ok dành cho anh em, giúp cho anh em sống dai. Được chưa mọi người? Tất cơ này anh em, 13 người trận nữa thôi. Rồi ok, mình đang ở mức rank bạch kim 4, tầm này nó sẽ rất khó cộng điểm cho anh em. Thế này anh em sẽ phải sống dai và đứng ở vị trí top cao hơn nữa. Ok mọi người, đi. Mình chỉ có 100 EP mà thôi. Anh em tranh thủ thi thoảng là nhớ là ăn EP cho mình nhá. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều nhá. Được rồi mọi người. Ok anh em. Đây, tầm này thì anh em có thể lựa chọn cho mình được những cái tròi canh để thủ. Những cái tròi như này, cái tròi này anh em không lựa chọn nhá. Chọn những cái tròi, ví dụ như là hai tròi trước mặt, anh em có thể lựa chọn tròi nào cũng được. Đó. Còn cái tròi mà ngay gần đồi kia, kẻ địch nó rất là dễ bắn, anh em không nên lựa chọn làm gì nhá. Ok, mình sẽ đứng tạm ở đây. Với anh em gọi là chơi game, khi mà anh em không giao tranh với kẻ địch thì đấy, anh em có thể thấy rõ ràng này, giáp mũ của anh em còn nguyên luôn, tức là anh em có sức trâu hơn những cái đứa mà chúng nó giao tranh với anh em. Nhiều đứa là giáp nó nát rồi, anh em sẽ có khả năng ăn được chúng nó hơn anh em. Ok anh em, hiện tại thì vẫn là combo mình khuyến khích cho anh em mới chơi. Những anh em nào muốn sống dai nên sử dụng cái combo đó là Ska với lại MP40 nha mọi người. Được rồi anh em, vào đây. Đó, các bạn tầm này các bạn ngồi yên thôi nhá. Ngồi yên, không cần thiết anh em phải giao tranh với kẻ địch làm gì cả. Nếu như thằng nào cảm giác anh em bắn được, ăn được nó mà hạ được nó luôn thì hãy nổ súng. Còn không thì các bạn cũng sẽ ngồi yên như thế này cho mình này. Đấy, thầy giáo kẹo chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Hiện tại thì mình đang ở vị trí top 10 rồi anh em ơi. Vào đây, anh em sẽ phải ngồi đây và chờ thêm xíu nữa nha mọi người. Tiếp tục ngồi chờ đợi. Thì các bạn lắng nghe cho mình nhá. Ngồi yên tĩnh lắng nghe này, cũng như là quan sát xung quanh này. Có đứa nào chúng nó chạy lên cho hay không là anh em cũng phải biết, để anh em sẵn sàng tư thế chiến đấu. Thì cái tư thế chiến đấu của anh em, đấy là anh em cầm sẵn trên tay cái khẩu MP40. Đấy, cũng như là khi mà kẻ địch đến, anh em sẽ đứng dậy luôn. Đó, anh em di chuyển đứng dậy luôn nhá. Anh em không ngồi bởi vì kẻ địch nó có thể hack xoay anh em dễ dàng. Có đứa đang định lên. Nó có lên không anh em, nó có lên không? Nó lên này, nó lên này. Shotgun à, shotgun à. Ui, à không, MP5 à. MP5 thì lên bảng đi. Anh em tiếp tục ngồi vào trong cho mình nhá. Lượm thêm đạn tiểu liên này, đó. Có bóng keo không? Đủ, có luôn anh em. Sửa chữa giáp cái đã, rồi. Máu thì để cho EP nó tự cộng đi. Tuần này mình thấy là máu hơi nhiều nhá. Vứt bớt đi. Và chúng ta sẽ lượm thêm bóng keo nha mọi người. Quá hợp lý luôn, ông ngắm 4x luôn này anh em này. Đó. Không biết là có nòng súng không nhỉ anh em, nòng súng 3 này. Đó, anh em cứ để trong alo cho mình nhá. Ok, lúc này thì mình đã có được 2 kill rồi và anh em vẫn đang ở trong vị trí bo. Tức là anh em sẽ không cần phải di chuyển lúc này nhá. Mình đã chuẩn bị sẵn được 5 quả bom kẹo ở đây rồi anh em ơi. Thầy giáo kẹo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Và đây mọi người, tập này thì anh em lại tiếp tục có thể là thư giãn cho đôi tay này. Anh em có thể là pha trà uống nước các kiểu đó, chơi game cảm giác rất là nhàn. Được chưa mọi người? Thì đây, các bạn sẽ chỉ cần ngồi yên và lắng nghe tiếng động. Thật ra thì anh em sẽ cần quan sát xung quanh nữa. Đấy, nếu như mà kẻ địch nào nó chạy qua là anh em cũng phải xác định được vị trí của nó. Có thể là anh em chưa nổ súng, nhưng mà cái việc xác định được vị trí của nó thì anh em sẽ rất là có lợi nhá. Đứa nào chạy đầu là anh em biết được vị trí mà nó chạy qua cái khu vực trống là anh em nhanh tay lấy súng và sấy thôi. Ok, vòng bo thay đổi. Tầm này
Nó sẽ lên trên kia anh em ơi. Một đứa đang chạy lên rồi nha anh em, thấy chưa? Đang chạy này, đang chạy này. Xây nó. Xây nó anh em ơi, xây nó anh em ơi. Thôi xong, nó lên tròi. Lên tròi phần này thì hơi căng nha anh em. Có khi là mình sẽ phải chạy một vòng trên đồi anh em. Vòng trên đồi hơi khó. Thôi kệ đi anh em ơi. Chúng ta sẽ chạy một vòng trên đồi, vòng qua cái khu vực kia anh em ơi. Có chạy qua cả thung lũng nha anh em. Tầm này chính là thời điểm thích hợp để cho anh em có thể chạy nhá. Nó đã như thế mình. Anh em chạy rìa bo thì cái khoảng cách nó hơi xa, có thể cái địch sẽ không thấy nha anh em. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Lên bảng điểm số nha em. Mình đang đứng ở vị trí top 6 rồi nha mọi người. Ok, tầm này thì mo nó sẽ thu lại này, hơi bị căng nha mọi người. Tầm này thì hơi gắt rồi, bởi vì lúc nãy thằng kia nó chạy lên cái... Đó, nó chạy lên cái trời canh rồi nha em. Thì chúng ta cũng sẽ phải từ từ tiến lên này anh em. Từ từ di chuyển lên trên nha mọi người. Còn tận 5 thằng nữa cơ anh em. Các bạn sẽ hạn chế cho mình những cái pha giao tranh nhá, vì nó hoàn toàn là không có lợi cho anh em. Nếu như mà anh em muốn sống dai, trên này bắn nhau khá là căng này anh em. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khả năng cao nó ngồi ở đây thôi anh em. Đây này. Đây này. Ok, vỡ đầu. Xong. Còn 3 thằng nữa. Một đứa ở dưới. Vẫn là ở vị trí cho canh phải không anh em? Anh em chỉ cần căn sọ nó. Hạ nó thôi mọi người. Anh em tính căn sọ nó nha anh em. Không xuống à? Hay lắm. Coi chừng đủng đầu nha em ơi. Ok ok. Bo thu lên trên, vì thế anh em sẽ không cần phải lo ngại nhiều. Tầm này anh em trang bị nòng súng 3 vào súng cho mình nhá. Tiến vào trong, tiến vào trong. Lượm thêm được trang bị gì anh em lượm thôi. Còn nếu mà không lượm được gì thì thôi. Không cần quan trọng lắm, chỉ còn có 2 đứa thôi. Một đứa ở phía trên này à? Mình không biết thật có lại đâu cơ anh em. Nhưng mà ở đây anh em đã rất là sát với rìa bo rồi nhá. Chờ thằng kia chạy xuống xây nó thôi anh em. Thằng kia trên tròi này. Hạ thành trước này, ok hay lắm. Hạ thành trước là ok rồi. Yes. Top 16 kill. Quẩy thôi anh em. Thầy giáo kẹo lại tiếp tục đưa anh em đến với top 1 trong trận đấu Free Fire này rồi nha anh em ơi. Ok nè. Đơn giản thôi, và chúng ta sẽ lại lấy được top 1 rồi anh em ơi. Ok, anh em có muốn tiếp tục xem thầy giáo kẹo sẽ hướng dẫn cho anh em cái kỹ năng để cho anh em có thể lên rank thần tốc luôn nha anh em. Ok, như vậy là một trận đấu nữa thôi thì mình mới lên rank thần tốc được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.